không thầy? Tôi nghĩ là trong cái thời điểm bây giờ á, nếu như mình đi làm việc được nhiều, vợ con mình tự hào chứ cái gì đâu tủi thân. Đúng rồi, em thấy là tốt quá. Tôi tự hào tôi có người đàn ông có công việc, được mọi người quý mến, được mọi người là cần để mà làm việc chung. Trời ơi, tôi tự hào chứ. Tại vì mình còn làm được việc, có nghĩa là mình còn có giá trị trong Dạ đúng rồi. cái cuộc sống này, và mình có một cái sự ngưỡng mộ đối với gia đình mình. Cái nghề của mình mà không đi làm thôi là cái là thấy nó buồn hiu buồn hiểu luôn á thầy. Đúng rồi. Rồi trước khi mà là mình chơi trò chơi để mình thay đổi không khí á thầy, có một đoạn video clip này đây, Được có rồi, một đoạn đâu video ra clip. vậy? Dạ Dạ lén lút gặp vợ thầy. Đó, rồi, bí mật ghi hình mà không cho thầy biết. Chắc vợ thầy cũng không nói với thầy luôn. Không hề. Đó, bây giờ thầy coi là sẽ biết là vợ thầy muốn tâm sự với thầy cái gì. À gì hả? Dạ. Kiện nhi ốc xua của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Ấn tượng của chị về ảnh là đàng hoàng. Một người đàn ông nhìn lúc nào cũng đàng hoàng, với lại cái cách mọi người nói về ảnh á là mình cũng yên tâm khi mà mình tiếp xúc với người đàn ông đó. Khuyết điểm của ảnh là quá thương con, thương một cách quá lố, cho nên nó đôi khi chị thấy chị biết đó là ưu điểm nhưng mà chị vẫn cảm thấy bực bội. Với con thì ảnh kỹ tuyệt đối, mọi thứ đối với con là phải sạch sẽ, phải nói chung là cưng như trứng và hứng như hoa. Đôi khi chị bức xúc chị không biết là mẹ chị là mẹ hay ảnh là mẹ nữa, thì chị cũng thông cảm là ảnh là một người lớn tuổi, xong rồi bây giờ có con mà lại là con gái nữa, cho nên ảnh lo kinh khủng lắm. Nói tới cái chuyện mà có quan tâm tới cảm xúc của vợ không á, thì có đôi lúc chị thấy là ảnh không có quan tâm, nhưng mà sau một thời gian khi mà mình quan sát thì không phải như vậy. Ảnh quan tâm theo cái kiểu nó chị thiệt thòi về chuyện đó lắm luôn. Chị nói thiệt là tưởng đâu là giận ghê lắm, tưởng đâu là say goodbye được luôn á, vậy mà 2 tháng sau là tự nhiên cảm giác đó nó bay điều nào không hay luôn á. Nhưng mà buổi sáng thì chị quay qua chị nhìn con chị á, nó ngủ bình yên, xong rồi chị cũng cảm giác nó bình yên á. Cũng nên xin kính chào quý vị khán giả xem chương trình. Chúng ta rất là điềm đạm, bây giờ mình giỡn nó thì mệt đó nha. Trời ơi, giỡn đi, giỡn thoải mái đi. Thầy vui lắm. Tôi cũng giỡn như quỷ. Tôi cũng giỡn như quỷ. Đó, thầy cũng vui lắm. Ok, thầy nói vậy đi. Em ok luôn nè. Khi biết tin mà là vợ mình mang thai á, tâm trạng của thầy có phấn khởi và vui vẻ không thầy? Biết rằng là trong tương lai mình sẽ có một baby thì hầu như là ai cũng rất là bất ngờ, hồi hộp. Và sau đó là một cái gì đó rất là vui. Coi như là tâm trạng lúc nào cũng chờ đón cái ngày mình vợ mình sinh. Bản thân mình cảm nhận mình tạo ra được một sinh linh. Sinh linh đó sẽ lớn dần và tạo thành một cái hình hài là một con người. Mình thấy cái điều gì đó nó cực kỳ diệu lắm. Mình không nghĩ là mình làm được cái điều đó. Theo em được biết tin á, thầy có bé là lúc mà thầy cũng đã khá lớn tuổi rồi. Thầy có bất ngờ với lại cái điều đó không? Thật ra thì tôi không bất ngờ lắm. Tại vì tôi nghĩ là tôi nghĩ tự nhiên tôi cảm nhận là tôi còn có khả năng sinh con. Dạ. Mặc dù lúc tôi lấy vợ là lúc 53 tuổi, nhưng mà vợ tôi vẫn còn trẻ. Lúc đó vợ tôi cũng khoảng trên dưới 30 thôi. Cô đang mang bầu á, thì cô có hay ốm nghén hay là cái có thay đổi tính tình khó chịu không hay là sao thầy? Vợ tôi thì tính tình cổ, tôi cảm giác như đây là một người phụ nữ có khả năng chịu đựng tốt. Cổ ít khi nào cổ than vãn lắm. Mà tôi biết là khi phụ nữ họ cấn thai thì cái tâm sinh lý họ cũng thay đổi. Dạ. Tôi cảm giác như vợ tôi hơi lo lắng vì lần đầu tiên trong đời cổ cũng mang thai mà. Vậy thì là cái lúc mà cô vừa cạn thì là thầy có ở bên cạnh cô không? Ok, bữa đó là tôi quay tuốt ở Bình Dương. Mà lúc đó là lúc đó khoảng 3-4 giờ chiều vậy đó. Ba mẹ vợ tôi mới điện cho tôi biết là vợ tôi sinh rồi. Mà lúc đó tôi còn quay mấy cảnh mà tới khoảng sập tối tôi mới được cho về. Trời, coi như là sau cái khoảnh khắc mà nhận được cái cú điện thoại là tôi không biết là kịch bản là gì luôn á. Tôi cứ phan đại tôi quay cho nó xong. Xong để chạy về thôi hả? Xong để chạy về thôi. Thì chạy về thì vô bệnh viện người ta đâu có cho vô đâu. Tại vì vợ tôi không đẻ thường được. Mà phải đẻ mổ. Mà đẻ mổ thì phải 2 ngày sau mới được vô thăm. Dạ. Thì coi như tôi tới bệnh viện thì không cho được vô thăm thì phải đợi 2 ngày sau. Lần đầu tiên trong đời nhìn đứa con, trời ơi, nó ngộ luôn các bạn ơi. Ôi, bây giờ là mình có con rồi.
Vậy là mình có sự hỗ trợ đến từ hai phía gia đình không ạ? Có chứ. Thì trong quá trình mà vợ tôi mang bầu thì gia đình vợ từ dưới quê lên chăm sóc vợ tôi. Trong quá trình đó thì chỉ có mình gia đình bên vợ thì mới có thể chăm sóc tốt nhất thôi. Còn tôi thì phải đi quay. Đi quay suốt ngày đó, ngay cả cái bữa vợ tôi sinh mà tôi cũng không ở bên cạnh được mà tôi phải đi quay. Sau khi sanh thì tại vì bản thân có gia đình bên vợ lo rồi. Mà nếu mà tôi ở bên cạnh thì tôi không biết tôi lo gì nữa. Thì mình chạy vòng ngoài thôi, mình lo vòng ngoài thôi, lo kiếm kiếm sạn, kiếm thóc về để nuôi vợ nuôi con thôi. Thành ra cái mỗi người có cái nhiệm vụ. Thì cái hạnh phúc nhất là sau khi mình lên làm cả ngày rồi mình về mình thấy vợ con mình vậy, rồi mình nằm kế bên cạnh vợ con mình, cái đó nó cảm giác nó sướng lắm, thích lắm. Như thầy cũng đã chia sẻ đó là cái phần thiệt thòi cho bé cao hơn tí xíu, tại vì là bé sẽ ít có thời gian ở bên cạnh ba. Chỉ có thời gian vừa rồi á, thời gian Covid là tôi ở nhà nhiều, là tôi được gần gũi con gần như thường xuyên luôn cái thời gian đó. Cái tôi nghĩ là thôi thì công việc mà con nó cũng sẽ hiểu mình thôi. Thì mẹ cũng bắt đầu đi làm lại rồi, thành ra là con cũng đi học rồi. Năm nay cháu cũng được 6 tuổi rồi. Nhưng mà là bé có thôi con muốn ba chơi với con à, chứ giờ chơi với mẹ hoài. Thật ra trong gia đình á thì tôi nghĩ là đứa con nó thương mẹ nó hơn là thương mình. Nhưng mỗi chuyện gì, bất kỳ chuyện gì xảy ra đều nó chạy tới ba nó. Tại nó biết ba nó rất là dễ tính. Rất dễ dụ, rất dễ dụ. Ví dụ mẹ thì rất là khó, tại vì mẹ phải giữ gôn. Còn ba thì thôi tội nghiệp quá, cho ví dụ vậy. Nó đòi cái gì là nó chạy tới ba nó đòi, chứ nó không dám đòi mẹ nó. Nó tức cười là gì đó. Mỗi tối thì cháu nó hay thích coi điện thoại. Thì mỗi lần coi điện thoại như vậy á thì mẹ nó rất là sợ coi nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái thị giác. Tại coi nhiều quá là con nó sẽ bị ảnh hưởng thị giác, nó sẽ đeo kiến. Mà tôi rất sợ con tôi đeo kiến, cho nên là cho coi trong khoảnh khắc 5 phút, 10 phút hết mới coi, không có cho coi liên tục. Đêm nào cũng vậy, tối nào cũng vậy, là cháu rất là muốn coi điện phim hoặc quả trên điện thoại. Thì cháu chạy vô tôi sẵn sàng tôi cho coi 5 phút. Nhưng mà tôi ra điều kiện là phải đọc một bài tập đọc. Luyện tiếng nói sân khấu từ nhỏ. Đọc xong rồi, ngon lành rồi tôi mới cho coi. Thì cháu biết mỗi lần mình muốn coi cái là ba con đọc cho ba. Hay nha Tấn, có thể nha là nhờ như vậy á là bé sẽ hoạt ngôn hơn rất là nhiều luôn á. Tại vì là ngay từ nhỏ là thầy đã tập cho bé cái thói quen là đọc đi. Muốn được cái này thì phải làm cái kia. Phải có điều kiện đàng hoàng. Thành một cái thói quen luôn ngay từ nhỏ. Dạ. Trời ơi, vậy là phải về là con phải áp dụng với lại con của con liền luôn. Mà con nít nó dễ lắm. Dạ. Mình đừng có nghĩ là nó sẽ khó khăn, nó khổ sở. Mà thương nó cho nó qua cái giai đoạn đó, đừng có cho. Cứ bắt nó phải làm gì đó thì nó được gì. Có thưởng, thành ra con nít nó khoái lắm. Nó ráng làm để nó được thưởng mà. Tại vì là công việc của thầy á gần như là chiếm trọn vẹn hết cái thời gian của thầy luôn. Vậy thì cái việc mà là giữ lửa hôn nhân rồi gia đình và hai vợ chồng hữu hỷ nhau thì cảm xúc mà mình đâu có quy định được các bạn, thì cái đó nó cũng phải quy luật tự nhiên thôi. Dạ. Để mà giữ hạnh phúc trong gia đình thì người đàn ông trong gia đình theo tôi á, kiểu gì kiểu trong cái cuộc sống hàng ngày phải có cái gì đó không có thống nhất ý nhau, sẽ có những cái mâu thuẫn. Thì tôi chọn cái phản ứng im lặng, chứ tôi phản ứng là đối chất hoặc là gây gỗ bằng, nói chung là hành động hoặc ngôn ngữ. Đàn ông thì phải nhịn, người phụ nữ thì họ cần giải tỏa bằng hành động, bằng lời nói gì đó. Mà mình nhịn có mất cái gì đâu trời, mình nhịn ai, mình nhịn vợ mình, phải nhịn. Trời ơi, coi vậy chứ thầy. Không có nhịn đâu ha, có mấy ông ha luôn. Xúc liền luôn. Cái chuyện đó tôi không ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ. Thiệt. Mình phải mạnh, mình quánh phụ nữ lúc nào là không được, đúng không? Quá đơn giản mà tự nhiên đi quánh một người yếu thế, mình quánh làm cái gì? Không, nhưng mà cũng có nhiều cặp vợ chồng bị chồng bị quýnh quá trời luôn. Cũng có nhiều thầy, có qua có lợi thầy. Ý đang than. Bây giờ tới một cái mục tên là vợ tôi vô số tội. Cô ở nhà có hay cầm rạp thầy không? Rầy thầy gì hay là có đôi lúc là hành xử những cái hành động mà khiến thầy buồn hay khó chịu luôn đó thầy? Trời nhiều. Hai người là nói chuyện không có nhiều lâu được. Cứ như là một cái vấn đề đó đưa ra tranh luận là hai người hồi nói chuyện hồi là cãi lộn. Thì nãy tôi cũng nói với bạn chi tiết là khi hai vợ chồng cãi lộn thì tôi là bao giờ cũng rút lui. Rồi cho vợ tôi nói hết rồi, muốn bảo vệ luận điểm gì đó thì bảo vệ, tôi rút lui vì tôi nghĩ cái đó không cần thiết phải tranh chấp.
Vậy thì ngoài cái khắc khẩu ra thì còn cái gì khiến thầy phải gọi là đừng làm vậy, thôi em không nên vậy không? Dạ. Cái đó rất đúng, chính xác. Có những chuyện mà tôi thấy là tôi phải đấu tranh tới cùng. Dạ. Tại vì tôi biết cái đó là vợ tôi quyết định không hợp lý. Đại khái cái chuyện ăn học của con tôi thôi. Dạ. Ví dụ như vợ tôi thích con học trường này, tôi là thích con học trường kia. À. Mua đồ cho con, ví dụ mua đồ chơi thì vợ tôi là không thích mua này, tôi là thích mua kia gì đó. Nhưng mà những cái đồ chơi thì không sao hết, tôi sẵn sàng tôi rút lui để cho vợ tôi thắng thôi, không gì hết trơn. Nhưng mà cái chuyện học thì tôi phải bảo vệ. Khổ ha, giữa thầy với lại cô khắc khẩu với nhau. Vậy thì nếu như mà là hai vợ chồng muốn thống nhất một cái việc gì đó thì sao thầy? Có những lúc đâu phải lúc nào tôi cũng nhường đâu. Có những lúc vợ tôi cũng nhường tôi mà. Tại vì tôi phân tích đúng. Thì vợ tôi cũng nhường. Nói chung là để mà giữ hòa khí trong gia đình, người vợ và người chồng cũng nên có những khoảnh khắc nhượng bộ lẫn nhau. Đừng có kiểu tự ái rồi bảo vệ cho bằng được thì chẳng giải quyết gì, đúng không? Đúng rồi ha, nếu như mà là theo lời thầy á, tại vì em có nghe người ta nói một câu này mà em thấy cũng khá là đúng. Nếu như mà vợ mình thắng, mình để vợ mình thắng thì không sao. Mà mình để vợ mình có cảm giác thua một cái một thôi là có chuyện là mình sẽ thua luôn. Người phụ nữ mà khi họ không hài lòng điều gì đó mà họ buồn, mình cảm thấy mình có lỗi luôn á. Mà cái điều đó có đáng để cho người ta buồn không? Tối mình nhường tội gì? Tối mình nhường tội gì? Hiện tại bây giờ là theo như em thấy đi nha, thầy đang dành trọn thời gian của mình cho công việc. Công việc. Có bao giờ thầy nghĩ là thôi giờ mình sẽ tạm gác bớt công việc rồi mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình không ạ? Thật ra có chứ, có cái suy nghĩ đó chứ. Nhưng mà cái áp lực về kinh tế không cho phép. Thật tình như vậy, đã có công việc là phải lao đầu làm việc để mà kiếm kinh tế về để lo gia đình. Vì đó là những cái cơ hội hoặc là những cái công việc nó tới mình không thể bỏ được. Cho nên là cũng có tâm lý đó chứ làm sao không có. Mình vẫn thích mình ở gần gia đình nhiều hơn là đi ra ngoài đi làm chứ. Nhưng mà không được. Phải đi làm, mới đi làm. Áp lực về kinh tế nó khá là nặng rồi. Mình phải làm chứ nó không có làm sao có tiền để người ta sửa cho con. Chứ bây giờ mà mình cứ lắng nghe người ta nói là thôi bây giờ đừng có làm nữa, dành thời gian cho vợ cho con đi, tiền bạc kiếm ít chút cũng được. Nhưng mà khi mà mình kiếm tiền ít đó nha, mình lại không cung cấp được đủ. Trời, cái đó còn đau đầu hơn. Lúc đó ở nhà là có chuyện liền cái này. Có chuyện liền. Với lại mình không làm chủ được cái việc về kinh tế gia đình thì mình căng thẳng lắm. Đối với lại những cái gia đình trẻ như là tụi mình á, tụi em mà là dành nhiều thời gian cho công việc quá, tại vì cái là bị cuốn theo á, thì vợ con mình ở nhà thì liệu rằng là họ có cảm thấy tủi thân không thầy? Tôi nghĩ là trong cái thời điểm bây giờ á, nếu như mình đi làm việc được nhiều, vợ con mình tự hào chứ cái gì đâu tủi thân. Đúng rồi, em thấy là tốt á. Tôi tự hào tôi có người đàn ông có công việc, được mọi người quý mến, được mọi người là cần để mà làm việc chung. Trời ơi, tôi tự hào chứ. Tại vì mình còn làm được việc có nghĩa là mình còn có giá trị trong cái cuộc sống này. Và mình có một cái sự ngưỡng mộ đối với gia đình mình. Cái nghề của mình mà không đi làm thôi là cái là thấy nó buồn hiểu luôn á thầy. Rồi trước khi mà là mình chơi trò chơi để mình thay đổi không khí á thầy. Có một đoạn video clip này đây. Rồi, có một đoạn video clip vậy? Dạ lén lúc gặp vợ thầy. Bí mật ghi hình mà không cho thầy biết. Chắc vợ thầy cũng không nói thầy luôn. Không hề. Bây giờ thầy coi là sẽ biết là vợ thầy muốn tâm sự thầy cái gì. À gì hả? Dạ. Kiện Nhi Ốc Xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Ấn tượng của chị về ảnh là đàng hoàng. Một người đàn ông nhìn lúc nào cũng đàng hoàng, với lại cái cách mọi người nói về ảnh á là mình cũng yên tâm khi mà mình tiếp xúc với người đàn ông đó. Khuyết điểm của ảnh là quá thương con. Thương một cách quá lố. Cho nên nó đôi khi chị thấy chị biết đó là ưu điểm nhưng mà chị vẫn cảm thấy bực bội. Với con thì ảnh kỹ tuyệt đối, mọi thứ đối với con là phải sạch sẽ, phải nói chung là cưng như trứng và hứng như hoa. Đôi khi chị bức xúc, chị không biết là mẹ chị là mẹ hay ảnh là mẹ nữa, thì chị cũng thông cảm là ảnh là một người lớn tuổi, xong rồi bây giờ có con mà lại là con gái nữa, cho nên ảnh lo kinh khủng lắm. Nói tới cái chuyện mà có quan tâm tới cảm xúc của vợ không á thì có đôi lúc chị thấy là anh không có quan tâm, nhưng mà sau một thời gian khi mà mình quan sát thì không phải như vậy. Anh quan tâm theo cái kiểu nó chị thiệt thòi về chuyện đó lắm luôn, chị nói thiệt là tưởng đâu là giận ghê lắm, tưởng đâu là say goodbye được luôn á, vậy mà 2 tháng sau là tự nhiên cảm giác đó nó bay đi nào không hay luôn á.
Nhưng mà buổi sáng thì chị quay qua chị nhìn con chị á, nó ngủ bình yên. Xong rồi chị cũng cảm giác nó bình yên á. Đôi khi thì mình cảm ơn ông trời, nhưng mà chị cũng thầm cảm ơn ảnh là ảnh, lúc nào ảnh cũng lo lắng cho mẹ con chị là nhiều. Xong rồi ở bên cạnh ảnh thì chị cảm thấy bình yên và an tâm lắm. Ảnh không có làm những cái việc mà mình cảm thấy là bất an. Cái lúc mà chị quen với anh Linh thì chị có nói là điện thoại của anh lúc nào em cũng có thể kiểm tra. Thì chị rất là thường xuyên kiểm tra điện thoại của ảnh. Ảnh có kiểm tra của chị không? Trời ơi, nhiều khi kiểm tra chị bất ngờ, chị không hay luôn á. Chị tưởng là ảnh không thèm kiểm tra, nhưng mà lâu lâu kiểm tra. Nhắn tin thì ảnh xuyên trả lời chị lắm, nhưng mà nói chuyện trực tiếp với nhau, nói họ là tự nhiên thấy quạo quạo à. Ảnh với chị kiểu giống như mưa dầm thấm lâu á. Nó không phải là cái kiểu mà hôm nay là một ngày rất là bình thường như anh tặng hoa cho em xúc động, thì nó không phải là ảnh. Có một chuyện ảnh không làm cho chị xúc động, nhưng mà chị thấy có lỗi với ảnh. Chắc phải ngưng quá. Cái thời điểm anh bệnh nặng lắm. Mà bệnh đó thì ảnh lúc đó con nó còn nhỏ quá. Ảnh sợ giống như là khi mà chị chăm sóc ảnh thì chị sẽ gây ảnh hưởng. Tại vì con nó còn nhỏ quá, nó có thể là sức khỏe mình không tốt thì mình sẽ làm ảnh hưởng tới con. Mà lúc đó thì chị không nghĩ là ảnh bệnh nặng. Ảnh chỉ nói là bệnh này anh cần phải cách ly với mọi người, không có được sống chung với mọi người. Thì khi mà chị xem tin tức trên báo đài này kia thì chị nghĩ bệnh viêm phổi này kia thì nó không phải là cái bệnh mà khiến cho người ta phải cái kiểu như lo lắng như là bệnh nan y là sẽ phải chết. Chị nghĩ là ảnh dành thời gian ảnh điều trị thôi, đơn giản như thôi. Sau đó khi hết bệnh thì chị mới biết là ảnh phải kiểu như là kiểu vật vã lắm, vật vã để vượt qua cái căn bệnh đó. Mà chị thì lại chị nghĩ là mình tập trung chăm sóc con là được rồi, chứ chị không có quan tâm ảnh cái thời điểm đó lắm. Chị nghĩ là ảnh cần ở một mình và có thể tự chăm sóc mình được, chị chỉ tập trung lên cho con thôi. Nhưng mà sau này chị hiểu là cái thời gian một mình đó đối với ảnh nó cũng kinh khủng lắm. Em mong là ba sẽ luôn giữ gìn sức khỏe nè, quan tâm tới cảm xúc của em nhiều hơn là quan tâm tới cảm xúc của Oscar nè. Và đừng có nghĩ ngợi những cái chuyện mà nó vu vơ không đâu. Và đừng quá lo xa về cuộc sống. Em muốn là chúng ta sẽ sống trọn vẹn hạnh phúc trong cái thời khắc hiện tại và tin tưởng nhau trong tương lai. Ba ha. Trời. Right. Bất ngờ ông thầy khắc khẩu. Bà cũng giấu tôi, bà không hề cho tôi biết luôn. Tôi hơi ngạc nhiên, tại sao mấy đứa lại phỏng vấn được cổ hay vậy ta? Chương trình đó này, chứ tôi không biết luôn thầy. Chương trình này toàn ninja không à thầy? Ninja. Toàn đi cửa sau không à? Thật ra nó cũng là một cái chi tiết thú vị á. Yeah. Thú vị cho người tham gia chương trình cũng như là thú vị cho khán giả. Vì rõ ràng là tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi không hề biết là bữa nay là có vợ tôi tham gia trong chương trình này luôn. Không biết thầy có muốn nhắn gửi điều gì cho cô không ạ? Khi mà nghe bà xã tôi nói nhắn gửi tôi những cái cảm xúc như vậy thì trong bản thân tôi đã cảm nhận lâu rồi. Tôi biết là cái người phụ nữ mà đặc biệt là người vợ mình luôn luôn cần những người đàn ông và người chồng những cái điều gì. Tôi biết hết á. Nhưng mà nó khổ cái gì nè, bà xã phải hiểu rằng là người đàn ông thì cũng có nhiều loại đàn ông. Tôi chỉ biết trong bụng tôi, trong cái suy nghĩ của tôi, những cái mong muốn tôi biết là người thân của tôi là hoàn toàn tốt thôi. Cần gì tôi phải chứng minh là tôi phải là như vậy. Thành ra tôi không cần nói ra lời. Và bản thân người bên cạnh tôi phải, nói chung là phải thấu hiểu cái điều đó. Bà xã phải hiểu được đó. Nhiều khi anh mong muốn rất nhiều cái điều gì đó tốt cho mẹ con em, nhưng mà thật ra là anh không thể nói ra bằng lời được. Anh chỉ có thể làm việc thôi, đáp ứng tốt nhất cho cái cuộc sống vật chất như tinh thần như vợ con mình. Nhiều khi vợ thấy người chồng quá lạnh lùng, hoặc là quá ít nói, hoặc là quá có những cái biểu lộ tình cảm trong những khoảnh khắc mà người vợ cần, thì nhiều vợ cũng cảm thấy tủi thân. Điều đó là hợp lý thôi.
thì hiện giờ mình đang có một cái nhược điểm đó. Nhưng mà phải hiểu rằng là cái nhược điểm đó là gần như là cố định rồi, không thể thay đổi được các bạn. Vì cái tố chất mỗi người nó mỗi khác, nhưng mà thật ra mục đích như nhau thôi. Vấn đề cái người tiếp cận phải hiểu được và thông cảm. Tôi biểu lộ dễ ợm gì đâu, đúng không? Cái hành động để mà trình bày cho mọi người biết, để cho người thấy là mình yêu thương người đó, nó dễ lắm luôn. Và nhiều khi mình cảm thấy là nó, mình cảm thấy nó cái điều đó mình không thích nghi được. Với cái điều đó mình có cái cách biểu lộ khác. Mà là em thấy nha, có vẻ như là cô rất là hiểu thầy luôn. Nên là cô hoàn toàn thông cảm với lại cái điều đó ở thầy. Đúng như là lời thầy vừa mới chia sẻ luôn, là mỗi người có một cách biểu lộ hoàn toàn khác nhau. Không thể nào nói là anh kia làm vậy là không thương vợ, còn vậy mới là thương vợ là không đúng. Nếu như mà bình thường là Tân đi ha, Tân thì tình cảm với lại vợ bằng cách nào? Thì cũng em cũng I love you. Không nói được I love you này kia nọ. Ví dụ nhưng mà theo biết là Tân thấy sao chứ, theo tôi đàn ông thì thường họ giấu tình cảm. Dạ. Ít khi nào họ biểu lộ ra lắm. Nếu mà như em á thầy thì em cũng chọn cái làm âm thầm yêu thương vợ bên trong, đúng rồi, chứ không thổ lộ bên ngoài. Em không làm được điều đó. Những cái trình thức mà để người đàn ông yêu thương người phụ nữ, ví dụ như tặng hoa rồi quỳ gối rồi này nọ rồi I love you gì vân vân, đó là có thể nằm trong những cái tác phẩm nghệ thuật. Tại vì tác phẩm nghệ thuật cần những cái điều đó, chứ ngoài đời chắc khó lắm các bạn ơi. Vẫn có những người cầu hôn này kia nọ thì cái. Còn nhưng em làm điều đó em làm không được. Cái đó cũng là chỉ là trình thức thôi. Dạ. Ý thầy nói á, ngoài đời thực tế hơn. Nè em, nhà anh nè, xe anh nè, bóp anh nè, đó điện thoại nè, lấy hết đi. Đó rồi, xong coi như là